xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Kính thưa các bác thân mến, và một video tiếp theo trong buổi chiều hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020. Em trân trọng làm một video để test, giới thiệu, quảng bá và chào bán tới các bác cũng như là tất cả quý anh chị em về một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc đẳng cấp chuyên nghiệp có tổng trị giá 34 triệu 400 nghìn đồng. Giá trên em chào bán tại cửa hàng bao gồm những sản phẩm thiết bị âm thanh như sau. Đầu tiên đó là một đôi loa hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3, mã sản phẩm là FORG15. Đôi loa sử dụng một bát 40 từ 19, coil 7,6. Sử dụng một tép kèn titan từ 17, coil 7,2. Thùng giấy sơn sàn bóng màu đen. Các bác thân mến, hàng bãi xịn của công ty B3, bát 40 các bác nhé. Và em kết hợp ở đây đó là một chiếc đẩy DK Alcotic mã số B4800, chiếc đẩy chạy mạch class AB bản nâng cấp, dòng đẩy size 2U, công suất đạt được theo như nhà máy thiết kế đó là 800W, và thực tế em đo được 1000W trên một kênh đánh ở 8 ohm, có màn hình LED hiển thị. Các bác lưu ý DK Alcotic 4 kênh ạ. Lưng tiếng Prel vang số chỉnh tay thích hợp cho gia đình Gregutin KM320 và một bộ mic không dây BBS Pro Sound mã số S329GS tay màu vàng gold sang trọng đẹp. Tất cả những sản phẩm ở đây đều có cái độ bền rất là cao và chất âm ra rất là hay, các bác vừa được nghe và trải nghiệm. Và thưa toàn thể các bác thân mến, với những sản phẩm này, khi các bác sử dụng, các bác cảm nhận từ lúc mình có thể nghe to hoặc nghe nhỏ, nó đều rất là hay và chi tiết các bác nhá. Và bây giờ em sẽ thử cái phần mic của nó một chút để toàn thể các bác có thể trải nghiệm được sâu hơn. Các bác lưu ý dàn 4 thước ở đây đều là hàng mới, còn đôi loa là hàng bãi. Em sử dụng và tư vấn cho các bác một chiếc đẩy 4 kênh để sau này các bác có nhu cầu muốn thêm đôi loa hỗ trợ lời hoặc những quả loa súp siêu trầm, các bác có thể sử dụng được ngay mà không phải mua thêm một chiếc đẩy nữa. Và bây giờ em mời các bác sẽ cùng trải nghiệm. Em sẽ thử tiếng ca. Các bác thân mến nhá. Em hát không có hay. Đây ạ, à, tiếng mình rất là sáng. Rõ và uy lĩnh các bác. Bát 40 mà em hát không có hay, chỉ xin phép nghêu ngao một chút thôi để các bác có thể nghe và trải nghiệm. Các bác thân mến, cửa hàng âm thanh A Luân nhận giao hàng trên toàn quốc. Trong một số ngày tới thì như lịch làm việc mà cửa hàng em đã chia sẻ là em sẽ không tiếp khách tại cửa hàng để đảm bảo sức khỏe cho anh em nhân viên trong cửa hàng cũng như là chính bản thân em, và đặc biệt là sức khỏe cho cộng đồng. Như các bác đã biết, hiện tại dịch Covid cũng đang rất là phức tạp mà bên Đảng Chính phủ đang cố gắng để đẩy lùi, thì em xin phép là chúc toàn thể các bác trên toàn quốc có thật nhiều sức khỏe để đẩy lùi được dịch bệnh. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Em sẽ nghêu ngao một chút nhé, các bác sẽ cùng cảm nhận lời ở rất tốt. Chiếc vang GD Putin KM320 là một chiếc vang số chỉnh tay thích hợp nhất cho gia đình trong thời điểm hiện nay. Thiết kế đẹp, có màn hình LED, có Zomote. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh lắng nghe quân hò quê nhà, có liệt xin mang tình yêu vô bên vô bờ. Lời chúc xuân sắc từng giờ cùng em câu hò hồi linh quê mình. Vâng ạ, thưa toàn thể các bác thân mến, em hát thì không hay, thậm chí là cũng không đúng nhịp của nhạc luôn. Những bài bass được các anh chị em phối rất là hay, nhưng em hát không hay cho nên là không theo được nhạc. Quan trọng em muốn thể hiện cho toàn thể các bác có thể nghe xem và cảm nhận cái tiếng nời của nó rất là sáng rõ, dễ hát, không mệt mỏi, và đặc biệt khi hát lớn nó không bị rú rít, nó không bị vỡ tiếng hát, không bị vỡ tiếng ca toàn thể các bác. Các bác nghe lại lên 1 2. Ok. Em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác. Các bác thân mến, hiện tại thì những chuyến xe khách thì chúng em cũng đang chưa gửi được hàng.
thì có gì đó sắp tới mà gửi được hàng xe khác em sẽ báo với toàn thể các bác, các bác thông cảm cho ạ. Hiện tại em gửi hàng bằng những chuyến xe bưu điện các bác nhé, những chuyến xe bưu điện, hoặc em có thể gọi những chuyến xe gia đình các bác nhé, để chở đến tận nhà toàn thể các bác. Trân trọng cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.